Còn dốc đó khá cao nhưng mà bác tài đi được các bạn, không cần phải tời. Chiếc xe đã phải trượt xuống lại rồi. Các bạn thấy là đây là cảnh núi rừng này. Thì mình đang đứng ở đây là ở độ cao bằng một nửa so với ngày hôm qua mình đứng thôi. Từ đây có thể nhìn xuống thấy nhà dân nha các bạn.